Xin chào các em học sinh lớp 10 đã đến với kênh Công Giáo Dạy Hóa. Và bài hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là hai đoạn liên kết cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến cái trạng thái cũng như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các hợp chất, đó là liên kết hydrogen và tương tác van der Waals. Ở phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là sự hình thành của liên kết hydrogen và tương tác van der Waals. Cái thứ hai là ảnh hưởng của nó tới tính chất vật lý. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về loại liên kết đó là hydrogen. Thì các nhà khoa học đã chứng minh rằng nếu mà không có liên kết hydrogen ấy, thì nước trên toàn bộ trái đất chúng ta sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Đó. Và từ đó chúng ta sẽ không còn những cái đại dương, sông, hồ nữa. Vậy liên kết hydrogen nó quan trọng như thế nào và nó hình thành như thế nào? Thì chúng ta đi vào phần bên dưới nhé. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về phần khái niệm. Đó. Thì để làm rõ về liên kết hydrogen này hơn ấy, thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu một cái phân tử, đó là phân tử nước. Đặc điểm của phân tử nước. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu về đặc điểm phân tử nước? Tại vì thầy vừa nói bên trên rồi, đúng không? Nước ấy thì là một cái loại hợp chất mà đặc trưng của cái liên kết hydrogen này. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ phải tính cái hiệu độ ôm điện của cái phân tử nước này. Chúng ta có hiệu độ, cái độ ôm điện ấy có oxygen là 3,44, còn hydrogen ấy là 2,2. Vậy hiệu độ ôm điện của nó sẽ là 3,44 trừ 2,2 bằng 1,24. Và nó nhỏ hơn 1,7 và lớn hơn 0,4. Vậy thì cái liên kết OH ở trong phân tử nước này là liên kết phân cực. Và ở đây ý, thì cái cặp e dùng chung ấy nó sẽ bị lệch về phía nguyên tử oxygen là nguyên tử có độ điện lớn hơn. Và vô hình chung ấy, khi cặp e bị lệch về phía nguyên tử oxygen ấy, thì cái nguyên tử oxygen này nó sẽ mang tích âm, còn nguyên tử hydrogen nó sẽ mang tích dương. Vừa rồi thì thầy mới xét đặc điểm của một phân tử nước, còn bây giờ nếu mà chúng ta đặt nhiều phân tử nước ở cạnh nhau thì nó xảy ra vấn đề gì? Thì các bạn nhìn thấy rằng ấy, chúng ta vừa mới phân tích trong một phân tử nước ấy, thì cái liên kết OH bị phân cực. Nguyên tử oxygen mang tích âm, còn nguyên tử hydrogen thì mang điện tích dương. Vậy giữa chúng đây nó sẽ xảy ra một cái lực hút giữa các phân tử nước với nhau. Cụ thể đó là xảy ra cái lực hút giữa nguyên tử oxygen của phân tử nước này với nguyên tử hydrogen của cái phân tử nước kia. Và đây chính là lực hút tĩnh điện. Và ở đây cái đặc điểm nhé, bạn lưu ý này, cái lực hút tĩnh điện này ấy, nó xảy ra giữa nguyên tử O và nguyên tử H. Của hai phân tử nước. Và người ta biểu diễn cái lực hút này bởi các dấu chấm. Và đây người ta gọi cái liên kết này chính là liên kết hydrogen. Vậy sau khi nghiên cứu về cái loại liên kết hydrogen trong phân tử nước rồi, thì chúng ta sẽ có khái niệm như sau. Liên kết hydrogen.
Ở đây thì chúng ta hiểu liên kết hai RNA là một cái loại liên kết yếu. Và cái liên kết này thì nó được hình thành giữa nguyên tử H đã liên kết với một nguyên tử có độ ôm điện lớn với một nguyên tử khác có độ ôm điện lớn và có cặp e hóa trị riêng. Vậy từ khái niệm ấy, thì chúng ta sẽ có cái cách mô tả liên kết hai RNA như sau. Ở đây chúng ta có nguyên tử X số liên kết với nguyên tử hai RNA. Cho nó X ở đây ấy, là một nguyên tử có độ ôm điện lớn, cho nên là nó sẽ bị phân cực mang điện tích âm. Còn nguyên tử hai RNA sẽ mang điện tích dương. Đó. Và ở đây ấy, thì nguyên tử H ấy, nó sẽ đi liên kết với lại một nguyên tử nữa, đó là nguyên tử Y. Và nguyên tử Y này cũng có độ ôm điện lớn, cho nên là nó cũng mang điện tích âm. Đó. Vậy ở đây chúng ta hiểu X và Y là các nguyên tử có độ ôm điện lớn. Và thường ở đây chúng ta sẽ hay gặp đó là nguyên tử fluorine, oxygen và nitrogen. Vậy ở đây chúng ta hiểu cái bản chất liên kết đây. Bản chất liên kết cộng liên kết hai RNA nó là liên kết hay nó là lực hút tĩnh điện. Vậy chúng ta nhớ cái đặc điểm của liên kết hai RNA ấy là nhất thiết nó phải có các nguyên tử có độ ôm điện lớn và liên kết với nguyên tử hydrogen. Chúng ta sang phần 2. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ảnh hưởng của cái liên kết hai RNA tới tính chất vật lý của các hợp chất. Cái ảnh hưởng đầu tiên ấy là chúng ta ảnh hưởng đến đặc điểm tập hợp. A nhỏ, đặc điểm tập hợp. Đặc điểm tập hợp đây chúng ta có hiểu là ảnh hưởng đến cái thể của các hợp chất cũng như là trạng thái của các hợp chất. Vậy liên kết hai RNA này nó quyết định xem này hợp chất này sẽ tồn tại ở thể khí, thể lỏng hay là thể rắn. Thì ở đây cần ghi nhớ cho thầy nhé. Nếu mà các phân tử mà tạo được cái liên kết hai RNA
thì nó sẽ tập hợp thành các cụm phân tử. Và các cụm phân tử này thì nó sẽ là quyết định xem hợp chất này nó ở thể lỏng hay thể rắn. Và thường ý, thì các hợp chất mà có cái liên kết hydron ấy nó sẽ ở thể lỏng. Hoặc rắn. Ở điều kiện thường. Đấy. Ví dụ chúng ta có cái phân tử nước. Chúng ta vừa tìm hiểu rồi, thằng này thì tạo được liên kết hydron. Cho nên là ở điều kiện thường nó tồn tại ở thể lỏng. Tiếp theo chúng ta xét một cái phân tử nữa, đó là phân tử CO2 đi. Đó. Nếu mà nhìn về cái khối lượng ấy thì CO2 có cái khối lượng phân tử lớn hơn nước rất nhiều ấy, đúng không? Nhưng ở đây phân CO2 lại không tạo được liên kết hydron. Cho nên ấy, tại điều kiện thường CO2 tồn tại ở thể khí. Đó, thì đấy chính là cái ảnh hưởng đầu tiên tới tính chất vật lý của các hợp chất, đó là ảnh hưởng về thể trạng thái. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sự ảnh hưởng của liên kết hydron tới nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của một số hợp chất. Thế để tìm hiểu được phần này, thì chúng ta cùng nhau đi so sánh nhiệt độ sôi của phân tử nước H2O với phân tử H2S. Thầy có một cái bảng liên quan đến khối lượng phân tử, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của nước và H2S. Thì qua cái bảng này ấy, thì chúng ta đã thấy được ấy, cái nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của nước sẽ lớn hơn của H2S. À, mặc dù là phân tử của cái khối lượng phân tử của nước ấy, nó nhỏ hơn của H2S. À, nhưng nhiệt độ sôi và nhiệt độ chảy của nước lại lớn hơn H2S. Vậy nguyên nhân ở đâu? Thì ở đây chúng ta thấy là phân tử H2O tạo được liên kết hydron. Nhưng phân tử H2S thì không tạo được. Đấy. Vậy qua cái ví dụ này thì chúng ta đã thấy được cái sự ảnh hưởng của liên kết hydron tới nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy, và chúng ta sẽ có một cái kết luận sau. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái liên kết hydron nó sẽ làm tăng nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất.
Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái liên kết Whirlwind này để so sánh về nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy. Đó. Và đây thì chúng ta sẽ có cái cách mà chúng ta đi so sánh nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy như sau. Ở đây thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là yếu tố về khối lượng phân tử. Hai chất mà có cấu tạo tương tự nhau ấy, nếu mà có khối lượng thằng lớn hơn ấy, thì thằng ấy có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Chúng ta có một cái ghi chú là khối lượng phân tử càng lớn thì dẫn đến là nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy càng cao. Cái yếu tố thứ hai ấy, thì nếu mà hai hợp chất ấy, mà có khối lượng phân tử bằng nhau thì chúng ta phải so sánh dựa theo cái số lượng liên kết giữa các phân tử. Đấy. Ở đây thì chúng ta nhớ rằng số lượng này liên kết càng nhiều, loại liên kết càng bền thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ chảy càng cao. Số lượng liên kết giữa các phân tử càng lớn, liên kết càng bền thì nhiệt độ sôi với nhiệt độ nóng chảy càng cao.